Hôm nay giới thiệu cho các bạn con Albert, dòng của Roy Garten. Khung sườn nhôm, hộp 3 số cho 3 tốc độ, sử dụng dây của Roy và bánh trước. Các bạn để ý nó đang sử dụng cái dynamo tự động phát sáng cho đèn khi các bạn đi ban đêm. Nước sơn zin, con này là zin toàn tập nha, không lai bất cứ món hàng nào trên chiếc xe này, đồ mới hết, đồ zin hết, nước sơn zin luôn. Ghi đông bông tăng nhôm, hộp số 3 số cho 3 tốc độ nằm đây. Chuông, cặp tay thắng nhôm. Các bạn để ý cái rổ này, không phải đồ nhiều bạn không để ý thì nói là rổ mới, nhưng mà nó là rổ zin nha các bạn. Nhựa nó chắc chắn dày dặn lắm, rổ zin luôn đó. Và nó đang xài cái đèn auto led đằng trước tự động phát sáng khi xe bánh xe lăn. Vỏ trước, vỏ ruột zin. Của Roy Garten. Nước sơn zin nha. Đây là bộ dynamo phát sáng của nó. Khi bánh xe lăn tự động nó tạo ra điện để là phát cho cái đèn luôn. Niềng nhôm. Con này mình thấy như hoàn toàn nó như nó bằng nhôm không? Thấy bằng nhôm hết 90% rồi. Nước sơn zin còn khá đẹp. Ngay mặt tiền nó chạy ít. Nó chỉ chạy ngay cái phuộc là nhiều, phuộc trước của nó là nhiều. Nhưng mà mình cũng không cho dậm, để nước sơn zin thì cho nó chắc chắn. Albert, dòng của Roy Garten. Các bạn nhìn thấy cái điểm chạy của nó lồi trắng ra là nhôm đó. Về trước còn đẹp. Đây là ổ khóa cổ. Hiện tại nó đang khóa. Lý do là mình đã gài cái bánh sau lại là nó sẽ khóa. Giờ mình mở bánh sau, tự động ở trên nó sẽ khóa cổ, mở cổ. Nha. Giờ mình gài lại, mình gài bánh sau lại, tự động nó khóa cổ luôn. Yên của Roy Garten luôn. Mấy cái yên zin này nhìn nó chắc chắn lắm, chứ không như mấy cái yên mới của mình, nhìn vô nó hơi thô, nhưng mà mấy dòng yên này nó nhìn nó chắc chắn. Cúc yên bằng nhôm, có thể tăng chỉnh chiều cao được của yên. Có mỗi xe này có mỗi bà là ba ga là inox nè. Về zin của Roy Garten luôn. Ổ khóa của Yamaha Bass Roy Garten. Mấy cái tem zin nó còn giữ được rồi cũng đỡ. Màu xanh này cũng nhã nhặn ha, đỡ chạy. Đang đi đùm 3 số cho 3 tốc độ của Shimano nè. Vẫn là bộ thắng bi của Roy Garten. Bấu bằng bi hết nha các bạn. Cây trống của nó. Và cũng như bánh trước thôi,
bánh sau cũng là câm điền nhôm. Mình quay cái cọng dây cu roa. Xe này đi dây cu roa được, đâm ra nó êm cực kỳ êm. Êm lắm. Mình chạy từ nhà ra đây mà nó êm ru. Tại vì thường xe mình dọn ra mình ít có test thử lắm. Trừ khi những chiếc xe mình chạy ra công viên như vậy thì mình trên đoạn đường mình đi thì mình mới test nó. Dây Cura. Cura có tên luôn nè. Kiếm cái dây Cura này, đang đi cùng dây Cura gì. Đây. Cộng dây Cura zin luôn của nó luôn. Con này nước sơn còn khá. Mình đang có một con màu xanh. Xanh này giống như xanh xanh ngọc với là một con màu đỏ đẹp lắm. Màu nó chói quá. Anh chị em nào mà thích màu đỏ thì mình đi được đó. Con màu xanh này tương đối nhã nhặn, cái màu nhã nhặn. Các bạn nhìn lại vấn đề là cuối cùng là con này thiếu điều, nó hoàn toàn nó bằng nhôm, có cái ba gà với là chân chống lì nóc luôn, còn như là nhôm toàn tập luôn. Nó do đạp, băng đạp này cũng nhôm luôn rồi. Băng đạp này cũng nhôm luôn rồi. Nha. Chạy ra con này đâu còn gì nữa là đồ inox đâu. Các bạn liên hệ số điện thoại giùm mình 0909 775445. Xem xe, coi mẫu và tư vấn trực tiếp. Mình đọc lại số điện thoại 0909 775445. Rồi, cảm ơn các bạn nha.